Quy, hồi chiều cậu đã kiểm tra ở hiện trường rồi, cậu thấy vụ này rốt cuộc là sao vậy? Có đoán được ai là thủ phạm không? Khó nói lắm. Mình thấy tình trạng thi thể của từng nạn nhân thật sự rất kỳ lạ. Là gì? Có vài người nguyên nhân chết là bị siết chặt tới mức xương bị gãy vụn hết. Còn một vài người khác thì bị chết do con vật có răng nanh cắn vào. Nhưng mà dù sao cũng phải chờ kết quả khám nghiệm tử thi của bên pháp y. Nhưng mà nói thiệt, dù là ai hay là thứ gì để giết chết những người đó cũng là quá máu lạnh rồi. Tôi lại nghĩ là đám con người độc ác đó mới máu lạnh. Động vật cũng biết ham sống sợ chết, không khác gì con người. Loại người như vậy bị chết cũng xứng đáng mà. Nhưng như vậy thì hơi quá. Nếu họ làm trái pháp luật thì chỉ cần bắt họ về trừng phạt theo pháp luật thôi. Chỉ như vậy thôi, có cần phải giết người vậy đâu. Ai đã từng gây tội gây nghiệp với người khác, không sớm thì muộn cũng không thể thoát khỏi nghiệp chướng của mình đâu. Cho dù trải qua hàng trăm hàng nghìn năm, những ai từng gây nghiệp với người khác đều phải trả giá một cách thích đáng. Kushakin.
Không sao đâu, tha cho ả trước đi Khosakhin. Ta vẫn còn nhiều thời gian để xử lý ả. Vách đá đỏ. Văn phòng trưởng làng. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tấn công vào hang rắn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Chúng ta đã có lòng thờ kính suốt bao nhiêu năm nay rồi, vậy mà nữ thần rắn lại nhẫn tâm giết hại dân làng của chúng ta hết người này tới người khác như vậy. Không thể chấp nhận được. Đúng rồi. Khi nào nhận được mệnh lệnh của xã trưởng, chúng ta sẽ xông vào hang ngay lập tức, liều mạng một phen. Chút nữa để lau người xong, con ngồi dậy uống thuốc nha con. Uống cho mau khỏe lại. Dạ mẹ. Anh tính là mình ở nhà cô tình hình của mày mấy bữa nữa đi. Nếu như con không đỡ thì mình đưa đi bác sĩ hả? Nè chú ơi, sao mình không đưa em ấy đi luôn bây giờ đi chú? Chứ con thấy lo cho mày lắm. Bây giờ làm sao đưa nó đi được chứ? Cả đống người đang ở ngoài kia. Để con đưa mày đi cũng được mà. Ý của chú không phải như vậy, Sudret. Thứ mà chú sợ không phải vậy. Mà lỡ như nữ thần rắn xuất hiện cản đường không cho mình đi, vậy thì phải làm sao đây hả? Chú à, chú không chịu đưa dây mẩy đi bệnh viện liền bây giờ, tại vì chú nghĩ thầy không thể giúp cho mình, có phải vậy không? Không phải. Cũng không biết nói làm sao nữa. Thiệt tình á, bây giờ chú cũng không biết phải làm sao nữa sụt hết. Có cách nào giúp được thì cứ thử trước đi đã, chứ chú không biết phải làm sao nữa. Có ra sao thì ra. Thầy tới rồi. Đi thôi mọi người à. Đúng rồi đó. Không đi cần sợ rồi. Nữ thần rắn chỉ là con rắn tinh, không đấu lại phép thuật của thầy không được đâu. Không có gì phải sợ hết á. Mọi người đang tính đi đâu mà lại tập trung đông vậy? Tôi sẽ đưa thầy không với lại dân làng tới hang rắn để trừng trị nữ thần đó. Ôn quên, lần trước hai ba con đưa nhau đi rồi chết hết sao? Hên là còn mình ông sống sót đó. Lần này ông lại muốn đưa bà con đi vô chỗ chết hả? Ngươi coi thường tao quá rồi đó. Ý của tôi không phải như vậy thầy không. Tôi đang nhắc nhở mọi người thôi. Mọi người suy nghĩ cho kỹ đi. Chúng ta không phải đấu với ma quỷ yêu tinh bình thường đâu. Bây giờ chúng ta đang thách đấu chống đối lại nữ thần rắn đó. Nếu như ta không chắc thì ta không tới đâu.
Ông tính sao trưởng làng? Cậu muốn đi chung không? Nếu không đi, chúng tôi tự đi với nhau. Ông phải không? Phải. Thầy không? Đi thôi. Không cần phải đi nữa đâu. Con rắn tinh nó đang ở chỗ này. Dây Mỹ, nữ thần rắn đang nhập vô xác của cô gái này. Dây Mỹ, con xuống đây làm gì vậy? Tránh ra. Mỹ à, Mỹ à, là ba này con dây Mỹ. Mỹ à, ngươi không phải ba ta. Anh à. Mỹ à, Mỹ, em bị sao vậy chứ? Xuân Khánh, có sao không con? Dây Mỹ. Ngươi định trừng trị ta hay sao? Ngươi nghĩ ngươi sẽ làm được gì ta? Cả thầy pháp thấp hèn kia. Dây Mỹ. Một ngải tiên khương linh, bất kỳ ma quỷ nào dính phải đều sẽ bị suy yếu. Mau bắt con rắn tinh này lại cho ta. Nè, đứng yên đi, đứng yên đi. Thả con tôi ra, thả ra, thả con tôi ra. Bắt con yêu quái này trói vào cột đi. Alo, Sục Địch, có gì không? Đã lớn chuyện rồi, anh xã rắc à. Anh mau tới giúp dì Mỹ liền được không anh? Dì Mỹ đang gặp chuyện rồi đó anh à. Dì Mỹ bị làm sao? Bà con dân làng dẫn thầy pháp tới bắt dì Mỹ. Anh xã rắc à, anh mau tới đây đi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ tới đó liền. Nè, anh à, anh. Anh định đi đâu vậy? Tới làng Đông Trung An. Ủa? Sao ở trong này đông đủ quá vậy, không ra ngoài hả? Thông Quy à, cậu tới thì tốt quá. Mình có một chuyện cần cậu giúp. Được chưa? Thả con tôi ra, đừng làm hại nó. Thả con tôi ra. Ngươi nghĩ là ngươi giết được ta sao? Nữ thần trắng độc ác, có giỏi thì đừng có nhập vào xác của người ta. Mau ra đây đấu với ta đi. Ta muốn nhập xác đó, ngươi làm gì được ta? Nếu ngươi muốn giết ta chết thì ả ma đi quanh cũng phải chết. Trời ơi, trời ơi, tôi cầu xin nữ thần trắng, tha cho con của tôi đi. Làm ơn thả con tôi ra đi mà. Xin người rủ lòng thương xót chúng tôi. Dây Mỹ. Mỹ à, còn sống không Mỹ? Dây Mỹ. Không biết còn sống không à? Còn sống vậy? Có sao không vậy? Không biết sao nữa. Ba cái thứ bùa chú quèn đó không làm gì được ta đâu. Trời ơi, con tôi hết được trong cả rồi.
Trời ơi, người chết chắc rồi. Không phen, hình như là nữ thần đi rồi hả? Nữ thần đi rồi, hình như là đi rồi. Đi thiệt rồi. Chết rồi. Nữ thần trắng tu luyện ngàn năm, thằng ác quá mà cũng chỉ được tới đó thôi. Nữ thần trắng vẫn còn ở trong người của con nhỏ mày. Ta đúng là xảo quyệt, hay không cũng không làm gì được cổ. Công của con rắn kinh quá rất lợi hại. Được, ngồi đi. Đừng giết con tôi. Đó là đứng con đi, của tôi, không phải là nữ thần rắn. Con tôi đang bị bệnh mà. Tới đi, xuống tay đi. Thảm ma đi quanh sẽ chết theo đúng ý của ta. Quỷ, cha mau, Mỹ, dây Mỹ, cha mau, có xuất ra hay không? Dây Mỹ, không, tôi không chịu nổi nữa rồi, tôi không cho phép bất cứ ai làm gì dây Mỹ hết, mau thả cô ấy ra, tôi liền mãi với các người, thả ra. Dặn ra đây. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có chịu xuất ra hay không? Có xuất ra hay không? À? Không ra. Chạy cho con. Dì Mỹ. Nè, đứng lại. Đứng lại luôn. Dì Mỹ. Nè, tôi kêu đứng lại chưa? Đứng lại chưa? Tại sao mọi người phải làm tới bước này mới được? Dì Mỹ cũng là con cháu trong làng này, là con gái của trưởng làng đó. Đừng nhiều chuyện. Ông muốn tin cái gì thì là quyền của ông, nhưng ông không có quyền đem tín ngưỡng của ông ra làm hại người khác như vậy. Tôi không quan tâm. Nó không phải là người, nó chỉ là một con rắn tin lấy danh nghĩa nữ thần. Dễ giận lắm rồi đó. Nè, xả đất. Nè, người đâu, xử tụi nó đi. Mỹ ơi, Mỹ, Mỹ, Mỹ ơi. Mỹ ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Em đừng nói gì nữa hết, chúng ta phải mau rời khỏi đây trước thôi. Mỹ, đi thôi. Dây Lưng, đi thôi. Anh sợ đất cơ. Dây Mỹ, Dây Mỹ à, cô thấy sao rồi? Bây giờ tôi không sao nữa. Mày à, xả đất, anh xả đất cẩn thận.
Anh à, lấy xe nhanh thêm chút nữa đi. Để ra đường lớn rồi tôi tăng tốc lên cho. Dạ được rồi. Mấy à? Mấy. Mấy. Tự nhiên cô đứng ra đỡ đạn giúp tôi làm gì? Tôi chính là nguyên nhân làm cho anh và các bạn của anh gặp rắc rối. Tôi nhất định sẽ hối hận tới suốt đời nếu tôi để anh. Nếu như tôi để các anh có mệnh hệ gì. Cô có bị sao không? Con rắn đâu mất rồi? Anh... Mấy, em đừng xuống chứ. Em xuống để làm gì? Cẩn thận đó. Anh xả rác. Mấy rồi. Xả rác. Xả rác. Richard. Richard. Em có sao không? Chuyện này rốt cuộc là sao đi? Con cầm lấy đi. Đeo nó để mà phòng thân. Nghe con. Còn chỉ tới đó lấy tin thôi mà. Có phải đi mạo hiểm gì đâu mà phải phòng thân. Oh. Để con đi lấy thông tin trong rừng. Phải mang theo bùa để đề phòng rắn độc nữa con gái. Con mang theo đi. Đề phòng vẫn hơn mà cho an toàn. Em đau lắm hả? Em ráng chịu thêm chút nữa nha. Anh sẽ rắc rồi. Mau đưa dây mẩy tới bệnh viện đi anh à. Chúng ta mau rời khỏi đây thì hơn. Nhanh lên. Đi với cha.
Đi đi. Đi đi. Chắc đã. Người nữa có được không? Tôi không muốn nữ thần phải ôm oán hận nghiệp chướng nữa đâu. Không những vậy, công đức mà nữ thần tích góp bấy lâu nay cũng sẽ mất hết đi. Ta biết, ta cũng không muốn giết ai hết, nhưng ta không chịu nổi khi bọn loài người đó lúc nào cũng tìm cách làm hại ta hết lần này tới lần khác, trong khi chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Cửa hàng nó mất rồi. Đúng đó. Lần trước ở đây có cửa hàng, mà sao bây giờ không thấy nữa? Đúng vậy, tôi từng tới đây rồi. Cái hàng ở đằng kia kìa, tôi nhớ mà. Ta nghĩ chắc chắn nữ thần trắng đã dùng phép thuật để che mắt chúng ta rồi. Đi theo tôi. Mau lên, đi theo này. Đi thôi, đi thôi, nhanh lên. Đi. Cẩn thận đó. Nữ thần, bọn con người sắp vô tới chỗ của chúng ta rồi. Bọn chúng đúng là tự tìm đường chết. Xin, xin ơi, còn ở đâu? Xin, xã trưởng thấy thằng Xin rồi hả? Ở kia kìa. Xin ơi, Xin ơi, Xin. Xin ơi, Xin, sao lại ra nông nổi này hả? Xin ơi, Xin ơi. Thì ra là ở đây, nơi ở của nữ thần trắng. Toàn là vàng bạc châu báu. Lấy hết toàn bộ kho báu của nữ thần đi. Chúng ta giàu to rồi. Đừng nhiều lời mất thời gian, mất công của người nhìn thấy đâu. Mau gom hết rồi đi. Đi mau lên. Nhiều quá. Nhiều quá. Ui, quá trời luôn.
Ủa trời, nhiều quá. Vào to rồi. Sắp vào to rồi. Bọn chúng dám lấy cắp trang sức châu báu của ta, ta sẽ giết chết hết bọn chúng. Dừng lại, ăn cho qua đi. Là cha. Ngài chúa rắn, con đã giết nhiều người rồi, con đừng tạo thêm nghiệp chướng nữa. Nhưng mà đám người đó dám xâm chiếm vô địa phận của chúng ta, bọn chúng ăn trộm kho báu, giết thuộc hạ của chúng ta, con không thể nào tha cho chúng được. Giết chóc không phải cái kết của lòng hận thù, mà đó là khởi đầu cho nghiệp chướng không điểm dừng, không hồi kết đâu con. Con cũng có thể thấy tận mắt mà. Con giết con trai ông ta nên ông ta quay lại trả thù con, cứ lẩn quẩn không có điểm dừng. Vậy thì chừng nào con mới tìm được sự bình yên đây? Dừng lại đi con à, ăn dập qua đi. Không có gì đâu, mong là cô sẽ không bị ma nhập rồi làm người khác gặp rắc rối nữa. Cô nói cái gì vậy? Tôi không hiểu gì hết. Thả tôi ra. Cô đã chờ suốt 500 năm qua, tôi tuyệt đối không tha mạng cho cô. Hãy ghi nhớ lấy, ta là Anjani, cháu gái duy nhất của ngươi.